Đây nhìn cột thì thổi bị u nha anh chị, nhìn cũng rất là đẹp luôn. Và cái căn nhà này hôm nay nhà đất Minh Xem Tiền Giang sẽ quay giới thiệu cho anh chị đây. Đó ha, rất là đẹp nha. Nhưng mà trước tiên để em đi ra ngoài phía ngoài con đường ô tô, em sẽ giới thiệu kỹ con đường cho anh chị mình xem rồi em sẽ bước vô trong nha. Hai căn nhà luôn nha anh chị. Bên đây mình một còn một căn nữa. À, bên đây gào lại để lát em đi cửa sau. Dạ em là nhà đất Minh Xem Tiền Giang, xin chào anh chị nha. Hôm nay em về xã Bằng Long của huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Tên con đường rộng khoảng 3 mét này nè, để quay giới thiệu cho anh chị mình một cái hai ngôi nhà liền kề luôn. Tổng diện tích đất của mình á là 1.268 mét vuông nha anh chị. Trước tiên để em giới thiệu sơ lược về vị trí con đường và hướng đi cho anh chị mình xem và tham khảo luôn nha. Hướng trên màn hình anh chị đang xem, đây là hướng anh chị đi thông ra đường tỉnh lộ 864. Khoảng cách từ ngay vị trí ngôi nhà mình mà ra tới tỉnh lộ 864 thì em độ khoảng tầm khoảng 2,5 km nha anh chị. Nói chung là cái khoảng thì nhiều khi nó cũng có thể gần hơn, nhưng mà nhiều khi nó cũng hơi xa hơn nha anh chị. Tại cái khoảng thì nó không chính xác được. Để chút em lên định vị Google Maps đồ này kia thì nó sẽ gần chính xác hơn. Ra ngoài đó thì anh chị ra ngoài chợ Phú Phong đồ, nói chung là ngoài đó thì nó nhiều tiện ích rồi. Nó cũng có rất là nhiều công ty, xí nghiệp đồ ở ngoài đó luôn. Còn cái hướng ngược lại á, đây là con đường thông, đây là anh chị đi thông về Ủy ban Nhân dân xã Bằng Long. Khoảng cách thì tầm khoảng 2 km nha anh chị. Rồi ở đây thì qua đó thì anh chị có thể đi chợ Đồng Mối Trái Cây Vĩnh Kim rồi luôn. Từ đây mà ra tới chợ Đồng Mối Trái Cây Vĩnh Kim thì em nghĩ tầm khoảng 5 km. Ngay đó là trong những cái chợ lớn nhất của huyện Châu Thành đó anh chị. Chợ Đồng Mối Trái Cây Vĩnh Kim chuyên cung cấp hàng nông sản lên các tỉnh thành phố Hồ Chí Minh rồi tỉnh Bình Dương đồ này kia luôn á. Nói chung là đi miền ngoài đâu luôn, đi rất là nhiều luôn. Đường này là xe ô tô anh chị chạy thoải mái nha anh chị. Ở đây thì điện nước và wifi đều có đầy đủ nha. Đó, anh chị thấy là đường dây điện đi bên mé bên kia nha. Thậm chí đèn đường cũng có luôn. Đó, anh chị thấy đây ha. Trong đất mình thì có hai căn nhà, có một số cây sầu riêng và có lê kuma đồ luôn. Nói chung là mình ở đây thì cũng vui. Anh chị thấy vậy chứ xung quanh đây anh chị về con đường này thì nó rất là đông đúc nha. Tại ngay vị trí mình thì cũng nhà giàu giàu không nè. Anh chị thấy xung quanh hàng xóm, em quay một vòng cho anh chị mình xem đó. Còn cái ngôi nhà em giới thiệu cho anh chị hôm nay á, có diện tích đất tính từ cái mí này nè anh chị, ngay mí gào này luôn, có gào nó hết nè anh chị. Dài qua phía bên kia luôn là mình có 35 mét mặt tiền nha anh chị. Và cái cạnh bên đây mình đi sâu vào là 40 mét rưỡi. Còn cái cạnh phía bên kia, để em đi tới luôn cho anh chị mình xem. Đó, như em đã nói, điện nước wifi đều có đầy đủ, thậm chí đèn đường cũng có luôn. Rồi được cái là xung quanh đây thì đường qua người ta hay tòng bông như vậy nè, nó gieo qua hai bên rất là đẹp. Đặc biệt phía trước mình có nguyên một cái cây bông giấy rất đẹp luôn. Nhưng mà được cái là chủ sẽ tặng toàn bộ nội thất cho anh chị mình luôn. Đó, để em đi tới cái miếng gành dưới, rồi sau đó em sẽ bước vô trong nhà. Căn nhà nhỏ quay sơ rồi tới một cái căn nhà bự nha. Nó nhỏ chứ đó là một cái căn nhà hồi xưa là một cái nhà kho, cái nhà để may mặc đó anh chị, may túi sách gì đó. Đó là mình đi tới ngay vị trí này là 35 mét mặt tiền. Mặt tiền thì khá rộng ha. Còn cạnh bên đây mình đi sâu vào, bên đây có mặt tiền nhỏ nữa nha anh chị. Mình đi sâu vào là 35 mét rưỡi nha anh chị. Cạnh bên kia là sâu vào 40 mét rưỡi, 40 mét phải 70 hay gì đó, nhưng mà em cho gửi hết đi cho nó dễ nói. Rồi bên đây thì đi sâu vào là 35 mét rưỡi. Phía sau hậu của mình thì chỉ còn lại có 27 mét rồi nha anh chị. Cho nên tổng diện tích hết đất của mình luôn là 1.268 mét vuông. Nhưng mà được cái là chủ có thể cắt ra bán cho anh chị nguyên cái nhà bự bên đây cũng vẫn được nha. Hoặc anh chị mua hết thì chủ sẽ bán hai căn nhà luôn. Thì giá cả thì để chút nữa em sẽ báo lên cho anh chị biết luôn. Rồi tùy theo anh chị mua. Thôi nhưng em cũng báo luôn đi, nếu anh chị cắt ra lấy cái căn nhà bự á, còn cái phần tớp ngoài sau á, thì cái đó mình về đây mình cắt mình mới tính nha. Tại tên nó còn dựa vào cái máng á. Nếu cắt ra thì mình sẽ lấy từ ngay miếng này. Tại tên có cái máng nha anh chị, cho nên nó bỏ ra đây khoảng tầm 1 mét. Ngay cái lấy cái hàng cột đó đó, dựa theo cái máng tên đó xuống. Từ đó đổ dài qua bên đây thì tầm khoảng 20, 19 mấy 20 gì đó. Rồi cái chiều sâu mình thì mình đi cứ đi thẳng dưới thì nó tớp bao nhiêu thì không biết. Còn là giá chú kêu ha, bên đây là 1 tỷ 3. Nếu mà mua lẻ ha, mua riêng căn nhà đẹp á.
Còn nếu anh chị lấy luôn cái phần bên đây á thì chủ kêu là 1 tỷ 700 triệu. Về gặp chủ thương lượng nha. Tại bên trong mình có một cái phần mộ, cái đó gì có thể thương lượng thêm, nó dính qua căn bên đây. Còn anh chị mua hết là 1 tỷ 700 triệu. Nếu anh chị mua phần bên đây thì chủ sẽ bán là 1 tỷ 300 triệu. Ở đây thì kiển thì không biết sao nãy em quên hỏi nữa. Kiển này có tặng không chú? À, kiển này tặng lại hết luôn ha. Tại vì nội thất tặng, mấy cái kiển tặng luôn. Chú đâu kinh đi ha. Dạ. Dạ, thôi kệ tặng luôn, để cho người ta có, để người ta chơi luôn chú ơi. Giờ để em qua em quay cái nhà phụ bên đây, sau đó em sẽ thôi để em vô nhà bự bên đây đi. Cái nhà kia em quay sơ. Nói chung là nhà mình thì cũng còn rất là đẹp luôn. Mới đẹp la phong đồ này kia thì cũng đóng luôn rồi. Đó, giờ đây là em quay về hướng mặt tiền của ngôi nhà mình. Mặt tiền của ngôi nhà mình thì xây về hướng đông, cho cô chú anh chị nào hợp về phong thủy á, để tiện tham khảo luôn nha. Còn tính từ ngay cái vị trí ngôi nhà mình mà về tới ngay chỗ trung tâm của thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Thời gian đi tầm khoảng 37 phút, khoảng cách là 23 km. Còn anh chị nào ở khu vực Vĩnh Long, Cần Thơ, em sẽ lấy điểm là cầu Mỹ Thuận. Từ ngay vị trí cầu Mỹ Thuận mà anh chị về tới đây, thời gian đi tầm khoảng 1 giờ 16 phút, khoảng cách là 60 km. Còn anh chị nào ở thành phố Hồ Chí Minh, em sẽ lấy điểm là bến xe miền Tây mà anh chị về tới đây, thời gian đi tầm khoảng 1 giờ 36 phút, khoảng cách là 75 km. Đó là vừa rồi em lên định vị Google Maps khoảng cách cho anh chị mình xem. Rồi bây giờ để em sẽ di chuyển vào bên trong cái ngôi nhà cho anh chị mình xem chi tiết cụ thể luôn nha. Nói chung nhà mình thì phía trước thì cũng có tiền chế. Rồi cấp thì chú giật lên cũng rất là đẹp luôn. Ngay cái vị trí bo này thì nhìn thấy cũng rất là duyên. Đó, đây anh chị thấy ha. Nhà mình thì chủ có ốp gạch lên tới la phong luôn. Rồi chủ có lót gạch đồ hết luôn rồi. Ở trên thì la phong cũng đóng rồi. Anh chị nhìn thấy nè. Nó nói chung là ngôi nhà mình đẹp. Nhưng mà cái bộ này thì chủ tặng nha. Nói chung là tặng nội thất thì tặng luôn cái đó. Nhưng ngay đây thì có một cái tấm tranh bằng gạch thì cũng rất là đẹp luôn. Còn cửa là cửa gỗ nha anh chị. Bên đó thì mình có cái chòi, giống như để đồ gì cũng được. Sau này anh chị không xài, anh chị dỡ ra cho nó sáng cũng được. Đó, anh chị thấy ở tông mình thì cũng ốp gạch lên tới la phong luôn. Đó, đây thì mình đi dài ra tới phía ngoài bên đây. Giờ đây là cái phòng ngủ đầu tiên của mình. Nói chung là trong phòng mình cũng ốp gạch lên tới la phong luôn nha anh chị. Phòng mình thì cũng rất là rộng rãi luôn. Nó quay kỹ cho anh chị nhiều khi để quay sơ, cái anh chị đi về xa rồi anh chị mua không được rồi mất công. Anh chị đi xa rồi nó tốn chi phí này kia nữa. Cho nên em cũng cố gắng quay cái video này cho nó dài, cho nó kỹ cho anh chị mình xem nha. Nếu anh chị mua riêng căn này là giá 1 tỷ 3. Còn anh chị mua hết luôn cho hai căn á, là 1 tỷ 7 nha anh chị. Đó, hai bộ ghế salon luôn nha anh chị. Ở đây có một bộ nè. Rồi tặng luôn cái liên quan này luôn nha. Chỉ cái vật dụng mà chủ thường xài chủ mang đi thôi. Còn mấy cái này nằm dưới thì chủ tặng hết. Nếu như anh chị nào thấy phù hợp, cái vị trí địa chỉ là xã Bàng Long của huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, thì anh chị liên hệ cho em theo số điện thoại là 0395454645. Em sẽ trực tiếp dẫn anh chị mình đến xem cái ngôi nhà này được anh chị mua nha. Đó. Giờ bên đây mình cũng còn thêm một cái phòng ngủ nữa nè. Nói chung phòng thì nó na ná với nhau không à, nó cũng giống vậy á, do chủ thiết kế vậy đó. Cho nên thì em cũng quay đại khái hai phòng nha. Bên đây mình cũng còn phòng nữa nè. Và mình có một cái không gian phía sau cũng rất là rộng luôn. Ngay khu vực cửa đi anh chị thấy ha, nhìn ra nè. Nói chung là nhà mình sáng lắm, nhà còn đẹp, nhà chưa có xuống cấp. Mà nhà này của chính chủ bán luôn, chưa qua đầu tư gì hết nha anh chị. Đó, tại hôm nay chủ kẹt tiền cho nên chủ mới bán ngôi nhà này. Bán thì chủ cũng đứt ruột đứt gan, nhưng mà có một cái giờ thì biết sao giờ, tại vì kẹt mà. Bên đây mình còn phòng nữa. Còn ở đây thì cái đường xuống nhà chỗ toilet trong nhà luôn nha anh chị. Toilet nhà tắm, đây là nhà tắm. Còn bên kia thì toilet trong nhà luôn. Đó, tên thì chưa có đóng la phong nha, nhưng mà ốp gạch lên phía bên đây thì tầm khoảng 1m6, còn ở ngoài này thì ốp lên tới mí la phong luôn.
Đây thì có một cái kệ, nói chung mình để đồ, để gì cũng được. Còn cái không gian phía sau của mình nữa nha. Nói chung thì cái điểm mạnh của mình là phía trước mặt tiền rộng. Cái điểm yếu của mình là bên trong ngôi nhà mình tiếc là chưa có thổ cư. Nhưng mà ở đây thì lên thổ cư được bình thường nha anh chị. Ở đây thì tầm khoảng 400 ngàn một mét vuông. Nếu anh chị lên 200 mét vuông tầm khoảng 80 triệu anh chị. Giờ mình còn cái không gian bếp núc ở đây luôn. Đó, đây là nhà bếp đồ này kia nè. Đó, anh chị thấy ha. Rồi cái mảnh vườn ra ngoài phía sau mình cũng còn một số cây dừa. Rồi nói chung là Lycoma. Rồi bên kia có mấy cây sầu riêng nữa. Nói chung là về làm nhà vườn là tuyệt vời rồi. Được cái là mình có hai căn nhà nếu như anh chị mua hết. Đó ha. Đây là cái không gian phía sau của mình nè. Đó, mình ra đó. Nhưng mà tiếc một điều là cái điểm yếu á. Là ngoài sau mình chỉ còn có 27 mét à. Phía sau hậu của mình á. Ngoài trước 35 nhưng mà phía sau có 27 à. Thì nói chung là em quay thì em phải nói cặn kẽ. Chứ để nhiều khi anh chị về xa. Rồi anh chị phải tốn cái chi phí á. Em nói nãy giờ cũng cái vấn đề đó. Bởi vì nhiều khi anh chị về, anh chị mua không được. Rồi anh chị hoành trả lại thì nó mất thời gian anh chị. Mà nó tốn chi phí. Mà thậm chí em cũng phải bỏ thời gian ra đi dẫn anh chị nữa. Cái đó là đương nhiên rồi. Em gần thì không sao. Nhưng mà anh chị xa thì nó lợi khác. Gặp anh chị làm kinh tế thì anh chị rất là bận bộn công việc. Một khi về xem thì mình cũng xem là để mua chứ không phải là để xem chơi. Em cũng biết điều đó mà. Cho nên em giới thiệu cho nó kỹ luôn. Bên đây mình còn một không gian tắm. Nhưng mà có một điều thì cô thì cũng mất đây cũng hơn một năm. Cho nên thì bây giờ còn ngôi mộ. Cho nên bây giờ ngôi mộ thì mới quá chưa lấy đi. Nhưng mà nếu anh chị mua hết thì chủ sẽ chấp nhận để lại cho anh chị một khoản tiền. Để sau này chủ dời đi là chủ sẽ lấy lại cái phần tiền đó. Giống như anh chị giữ lại 100 triệu đi. Sau này chủ dời đi thì anh chị trả cho chủ 100 triệu. Và bên đây mình có một ngôi nhà nữa. Nếu như cái này anh chị có con mà anh chị cắt ra chia làm hai ấy ha. Thì anh chị sẽ cắt ra như thế này là cái nó không còn tớp nữa. Giống như phía trước mình lấy khoảng 17 mét đi. Mình cắt dài xuống đây. Rồi mình cắt qua bên đây thì mình cho con mình cái phần cái nhà bên đây. Còn phần này thì mình đá chỉ cần lợi thì nó đẹp lại à. Chứ không có gì hết nha anh chị. Nói chung mình cắt ra hai sổ thì nó đẹp. Còn một sổ thì nhìn thấy nó sẽ tớp phía sau. Nhưng mà bên hông bên kia mình còn một khoảng trống nữa. Tại phía trước mình mặt tiền tới 35 mét lận. Đường là đường ô tô. Và được cái là bên trong này. Ngày xưa chủ có, như nãy em nói, có mai túi sách gì đó. Rồi làm một cái chỗ để mai túi sách luôn. Bên đây thì cũng có lót gạch. Có ốp gạch lên tầm khoảng 1m8 nha anh chị. Bên đây có một cái phòng ngủ luôn. Nói chung là cái bên đây thì nhà có cái kiểu nhọn lên cũng rất là cao gáo luôn. Ở bên đây thì có một cái phòng ngủ nữa nè. Rồi ở đây thì anh chị về có thể đóng la phong lên thì nó đẹp. Nhà cũng có cái kiểu nhọn nó cũng rất là cao. Cũng cửa sổ rồi này kia thì cũng làm rất là rõ ràng luôn. Này em nhắc lại nha, ngang mặt tiền của mình là 35m, phía sau hậu của mình là 27m. Và mình có một cạnh tính mặt tiền nhìn vô, cạnh phía bên trái là đi sâu vào là 40m rưỡi. Cạnh phía bên phải là mình đi sâu vào là 35m rưỡi. Cho nên tổng diện tích hết hai ngôi nhà và đất của mình luôn là 1.268m2. Cây lâu năm, chưa có thổ cư. Hiện tại chủ đang kêu hết là 1.7 tỷ. 1.700 tỷ. Còn nếu anh chị mua một cái căn nhà bên đây không á, thì chủ sẽ bán là 1.300 tỷ. Cái đó là mình cắt ra, chủ chừa phần bên đây lại. Được cái không gian bên đây cũng còn rất là rộng nha. Nó nếu như anh chị nào quan tâm, anh chị cũng có thể kết bạn Zalo với em theo số điện thoại trên màn hình. Rồi em sẽ gửi sổ hình ảnh thửa đất cho anh chị mình xem cho nó chi tiết cụ thể bên trong luôn nha. Như em đã nói á, là giống như mình có hai căn nhà mà anh chị có con á, nhiều con thì anh chị sẽ lấy cái phần này. Hiện tại nó đang tớp á, mình muốn làm cho nó đẹp lại á. Rồi mình lên thổ cư. Rồi mình sẽ cắt ra cái phần bên đây. Đó, rồi mình cắt ngang qua đây. Phần bên đây chia cho con của anh chị. Còn phần bên đây thì nó sẽ là cái hình đá chữ L. Thì nó sẽ không bị tấp hậu. Thì nó sẽ đẹp nha anh chị. Nói chung cái vùng đất của xã Bằng Long này á, thì nói chung là phù sa cũng rất là cao. Cho nên người ta trồng sầu riêng bên đây nè. Xung quanh ta cũng trồng cũng nhiều. Và cái vườn dừa của mình á, thì cũng tái rất là sai. Rồi trồng Lycoma. Rồi có trồng một cái sầu riêng bên, hai cây sầu riêng bên kia để lấy tái đồ ăn anh chị. Đó, đây vườn dừa ha. Nói chung dừa thì đỡ chăm sóc rồi, Lycoma cũng đỡ chăm sóc nữa. Thì em thấy cái mảnh này trong cái thời điểm hiện tại á, thì do chủ kẹt, chủ mới bán cái giá này nha anh chị. Chứ nếu mà thời điểm mà không kẹt, cái giá này nó rất là cao. Đó, chứ ngôi nhà mình rất là đẹp luôn. Tại vì nói chung là dán bên trong tới la phong, thậm chí bên ngoài á, cũng dán tường lên tới mí trên luôn.
Nói chung là dán lên tới tới nóc luôn anh chị. Thì em cũng quay lên giới thiệu cho anh chị mình xem, cũng chi tiết và cụ thể. Nếu như anh chị nào thấy phù hợp thì anh chị liên hệ cho em, rồi em trực tiếp dẫn cho anh chị mình về đây xem. Nó nội thất thì chủ đã tặng hết rồi, em cũng nói từ đầu ha. Bên đó thì mình có một cái kho nhỏ cho nên em không có quay nha. Rồi tặng luôn mấy cái cây cảnh này lại luôn cho anh chị nha. Nó nhà mình mặt tiền xây dựng hướng đông nữa, cũng rất là đẹp luôn. Phía trước mình là đường ô tô luôn. Nó đèn đường là có đầy đủ luôn. Em sẽ quay lại căn nhà rồi em sẽ xin kết thúc video nha anh chị. Nếu như anh chị thấy phù hợp thì alo ngay cho em nha. Còn bây giờ thì em cũng xin chào và hẹn gặp lại anh chị video tiếp theo.